Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video top nước hoa niche mùa thu mình có làm cách đây nửa năm thì chai nước hoa mình tâm đắc nhất trong danh sách ngày hôm đấy chính là Nawab of Oud, một mùi hương trong bộ sưu tập Four Corners of Earth, tạm dịch là bốn góc của trái đất, từ nhà nước hoa cao cấp của Anh Quốc là Almond Jay. Thì ở video đấy mình cũng có hẹn với các bạn rằng nếu như có thời gian thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đủ cái bộ sưu tập này. Tuy nhiên phải đến tận hôm nay thì mình mới làm được việc đó. Một phần thì là do mình cũng khá là bận, và một phần là vì mình muốn chuẩn bị thật kỹ về mặt nội dung để giới thiệu đến cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì với mình đây là một bộ sưu tập rất hay, nó độc đáo từ concept cho tới ý nghĩa và cái cách thể hiện cái ý nghĩa đó thông qua mùi hương. Mọi thứ nó rất là tuyệt vời. Chính vì thế đây là một bộ sưu tập mình cực kỳ tâm đắc và mình muốn dành thời gian chuẩn bị thật kỹ để có thể giới thiệu cho các bạn một cách nó trọn vẹn nhất. Còn bây giờ không để mất thời gian của mọi người thêm nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. Trước hết, để mà nói về bộ sưu tập này thì chúng ta cần phải nói đến ý nghĩa và nguồn cảm hứng dẫn đến sự ra đời này đã, đúng không nào? Linda Pickington, giám đốc sáng tạo đứng sau Almond Jay, là một con người rất đam mê xê dịch. Trong suốt 20 năm kể từ chuyến du lịch đầu tiên của mình thì bà đã rất tự hào khi kể lại rằng mình đã đi khắp các châu lục, tìm hiểu về rất nhiều các nền văn hóa khác nhau. Và sau một chuyến đi dài ngày, bà quay trở lại London, ngắm nhìn thành phố này và cảm nhận rõ được cái sự giao thoa văn hóa của những con người đang sinh sống tại đây. Và điều đó khiến cho bà hồi tưởng lại những chuyến du khắp năm châu bốn bể mà bà đã trải qua. Lúc này, bà đã nảy ra ý tưởng làm một bộ sưu tập mùi hương mang đậm bản sắc của những nền văn hóa lớn nhất thế giới. Với một ý tưởng đã được vạch ra sẵn, Linda gửi gắm người cộng sự của mình tại Almond Jay là Geza Swan để ông có thể thực hiện hóa được ước mơ của bà. Nếu như các bạn theo dõi mình từ lâu thì các bạn sẽ biết rằng Geza Swan là một trong những perfumer mình cực kỳ kính trọng và yêu thích. Ông là người đã đứng sau rất nhiều bản hit như Molecule 01, Glycristin X, Glycristin 1872, vân vân và mây mây. Và mình nghĩ rằng phần sau của video vẫn còn rất dài nên mình sẽ giới thiệu đến như vậy thôi nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về phần mùi hương của từng chai trong bộ sưu tập này. Chai đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó chính là Key, cũng là chai được đánh số 1 luôn. Key sẽ đưa chúng ta ghé thăm một cái nền văn minh có cái lịch sử phát triển hàng nghìn năm, đó chính là văn hóa trà đạo. Văn hóa trà đạo thì cũng gắn liền với hình ảnh sự phát triển của châu Á. Bởi cũng chính tại nơi đây, vào những năm 2700 trước công nguyên, những người Trung Quốc sơ khai đã phát hiện ra hương vị cũng như thuộc tính đáng quý của lá trà và đã bắt đầu nuôi trồng loại thảo mộc quý này. Để rồi, theo dòng chảy của lịch sử, trà bắt đầu lan rộng khắp cả thế giới và đã trở thành một trong những nét văn hóa nổi bật nhất mỗi khi người ta nhắc tới châu Á. Chính bởi lẽ đó cho nên không có gì ngạc nhiên khi Geza Swan chọn trà là nốt hương chủ đạo cho Key. Key trong tiếng Anh có nghĩa là khí, và khí ở đây ấy, không phải là không khí mà là để chỉ khí, là nguồn chảy năng lượng, là sức sống của hơi thở trong mỗi con người chúng ta. Và người ta tin rằng sức khỏe và năng lượng của chúng ta đều là do khí, và nhờ cái việc dưỡng khí tốt chúng ta mới có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nguyên về phần cái tên thôi đã mất khá thời lượng rồi đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngửi về phần mùi hương nhá. Ở đây thì Geza Swan đã chọn một bố cục mùi vô cùng tươi sáng cho khi ngay ở những phút đầu tiên, nét đắng, nét xanh chát của những lá trà xanh thượng hạng được chào đón bởi nét mọng nước của vỏ chanh cho chúng ta một cảm giác sảng khoái và tươi mới vô cùng. Nó giống như một bình trà mới ủ, khi qua được những phút đầu tiên thì cái nét trà trong khi càng trở nên đậm dần. Khi ngoài cái nét xanh ngái của những lá trà xanh thì nét khô của trà mate cũng dần hiện lên. Nó được cân bằng hoàn hảo với một tổ hợp mùi của những hoa cam ngửi xanh ngát cùng những đóa hoa mộc mang đầy nét ngọt fruity của mơ và đào. Nó giống như sự cân bằng âm và dương hiện hữu trong văn hóa Á Đông vậy. Khi đã thể hiện rất tốt tinh thần của khí khi mà nó tươi sáng và nó tràn đầy sức sống trong suốt thời gian nó phát triển trên da. Chưa kể là có một điểm rất đáng khen ở khi đó là không giống như nhiều mùi hương với chủ điểm là trà khác, khi nó dai dẳng và nó bám lâu trên da người dùng. Nó giúp cho người dùng giữ được một cái trạng thái thơm tho rất là zen, rất là thiền định. Và quả thực thì đây là một khởi đầu tuyệt vời dành cho công cuộc khám phá thế giới cùng Almond Jay, đúng không nào? Một mùi hương để tôn vinh nét đẹp của văn hóa phương Đông. Vẫn tiếp tục là một cuộc hành trình ở châu Á, Geza Swan đã đưa chúng ta tới một vùng đất được gọi là kinh đô của gia vị, Ấn Độ. Và mình tin chắc rằng sẽ có nhiều bạn có một cảm giác quen quen khi mà nghe cái tên này, Nawab of Oud, đúng không? Thì khả năng cao là các bạn sẽ cảm giác như là cái chữ Oud ở đây nó giống với từ Oud có nghĩa là gỗ trầm. Thì mặc dù là trong chai nước hoa này có thành phần của gỗ trầm, nhưng Oud ở đây không phải là gỗ trầm nha. Mà Oud ở đây là chỉ thành phố Oud, một trong số những thành phố của Ấn Độ chịu sự trị vì của thực dân Anh trong suốt giai đoạn thế kỷ 18. Và cái tên Nawab là một từ trong tiếng Hindi được dùng để chỉ các vị vua, những người cầm đầu của thành phố. Chính vì vậy, Nawab of Oud được hiểu là những vị vua của Oud. Và qua mùi hương cùng tên thì Almond Jay dường như muốn chúng ta được trải nghiệm hương vị của cuộc sống vương giả
của giới quyền lực tại Ấn Độ vào thời bấy giờ. Còn về phần mùi hương của Nawab of Oud thì mình đã dùng quá nhiều mỹ từ để miêu tả mùi hương này trong video trước, cho nên là mình sẽ không nói quá kỹ về mặt mùi hương nữa nha. Để nói ngắn gọn, Nawab of Oud không chỉ tỏa sáng trong việc đặc tả văn hóa Ấn Độ khi nó đã khéo léo kết hợp các nốt hương gia vị đặc trưng một cách tròn trịa, mà cũng đúng như cái tên của nó. Nawab of Oud giống như một bộ lễ phục xịt lên người, mang cho chúng ta cảm giác khoác lên mình một bộ đồ vô cùng sang trọng, giống như cuộc sống xa hoa của những người đứng đầu thành phố Oud vào thời điểm đó. Một mùi hương vô cùng thú vị và xứng đáng trở thành ngôi sao sáng nhất trong bộ sưu tập này. Rồi, sau khi khám phá châu Á thì Almond J sẽ đưa chúng ta khám phá tới vùng đất châu Âu với mùi hương thứ 3, đồng thời cũng là một mùi hương bị underrated nhất trong bộ sưu tập này, đó chính là Sarina. Sarina dịch từ tiếng Nga có nghĩa là nữ Nga hoàng, là cái tên gắn liền với hình ảnh của nữ hoàng của nước Nga vào thời kỳ Trung Cổ. Với một đất nước có bề dày lịch sử hoành tráng như nước Nga thì cũng không phải lạ khi mà đất nước này trải qua sự trị vì của rất nhiều thế hệ vua chúa khác nhau, và phần lớn những người mà chúng ta biết tới đều là nam giới. Tầm ảnh hưởng của họ có lẽ đã làm lu mờ đi sự hiện diện của những nữ hoàng, những người không ít thì nhiều cũng đã góp phần biến nước Nga trở thành một nước hùng mạnh và quyền lực như bây giờ. Sarina chính là sự tri ân của nhà nước Hoa Anh Quốc tới những nữ hoàng, những con người đứng sau thầm lặng trong chặng đường lịch sử của nước Nga. Sarina tri ân sự nữ tính và vẻ quyền quý của phái đẹp bằng việc mang đến một nốt hương diên vĩ cực kỳ cao cấp kết hợp cùng với hoa nhài, được sử dụng ở một nồng độ rất vừa phải để làm nền cùng với một thứ vani đắt giá nhất tới từ Madagascar. Nhắc đến đây mới nhớ, có lẽ là mọi người biết rằng Madagascar là vùng đất cho ra những loại vani hảo hạng nhất thế giới rồi đúng không? Và với vani được dùng ở Sarina, nó là loại được chọn ra giữa 24 loại tìm ra một loại tốt nhất để làm nguyên liệu cho Sarina. Thế chúng ta mới thấy được cái sự đầu tư và cái sự tâm huyết của Almond J trong bộ sưu tập này nó lớn như thế nào rồi đúng không? Và chính sự kết hợp của hoa nhài và vani làm nền đã thêm vào cho nốt hương diên vị thêm phần mềm mại, một cái độ dày mình nhất định, cảm giác như cái nốt hương này được đẩy lên một tầm cao mới. Nó rất giống như việc đang mô tả sự quyền lực của những người phụ nữ cầm quyền. Sarina sẽ không biến chuyển nhiều trên da, nhưng với mình, cái điều đó nó mang lại một cái sự kiên định hiếm có, và nó làm rất tốt cái việc mô tả một cái hình ảnh mà mùi hương đang cố thể hiện. Tổng kết lại thì Sarina sẽ là một sự tri ân tuyệt vời tới sức mạnh của phái yếu, và với mình nó đọng lại một dấu ấn hoàn hảo cho bộ sưu tập bốn góc của trái đất, giống như dấu ấn mà những nữ hoàng đã đem lại cho lịch sử nước Nga. Và mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập của chúng ta chính là Montabaco. Và lần này, Almond J đã đưa chúng ta đến với nước Mỹ. Nếu như với những mùi hương trước thì Geza Swan đang cố gắng diễn giải những cái văn hóa của những nền văn minh qua những mùi hương, thì ở Montabaco nó sẽ giống như hiện tại và tương lai hơn, khi mà cái mùi hương ở đây được làm một cách vô cùng mới mẻ, thú vị và sáng tạo. Và với sự tài tình của Geza Swan thì Montabaco nó đã thoát ra khỏi một cái vòng lặp thuốc lá vani, thuốc lá mật ong mà chúng ta đã quá quen với những sáng tạo liên quan tới thuốc lá trong hơn một thập kỷ vừa qua. Mà ở Montabaco nó sẽ tập trung đưa đến một nốt hương thuốc lá tươi sáng qua việc kết hợp thuốc lá cùng với trà, hoa mộc lan, điểm thêm một chút gia vị và những nốt hương ozonic tạo thành một mùi hương mang chủ điểm thuốc lá vô cùng thoáng đãng, người không bị dày, không bị bứ và bị ngọt khó chịu. Một cách thể hiện nốt hương thuốc lá mới lạ và vô cùng hiếm thấy trong nước hoa. Và ở Montabaco thì Geza Swan không hề giấu giếm việc mình dùng khá là nhiều những nốt hương nhân tạo, và cụ thể ở đây là rất nhiều Aioi Super. Nó tạo thành một nét gỗ vô cùng khô và trong, đặc trưng của phân tử mùi này, và dường như nó nhấn mạnh hơn cho cái sự nhẹ nhàng và bay bổng của Montabaco. Và cái hay là gì? Là những cái nốt hương nhân tạo được sử dụng trong Montabaco nó không mang lại một cảm giác khó chịu hay là gai mũi đâu, mà ngược lại, nó kết hợp với những nốt hương tự nhiên mang lại cho Montabaco một cái sự hòa hợp phải nói là bất ngờ, ngỡ ngàng. Nó tạo cho chúng ta tổng thể một mùi hương vô cùng mượt mà và cực kỳ tròn trịa. Chính vì thế những ai là fan của nốt hương thuốc lá mà đang tìm kiếm một cái gì đấy nó thật sự mới mẻ, nó sẽ làm cho cái tình yêu của các bạn với nốt hương này nó còn tăng lên nhiều lần, thì nhất định phải thử Montabaco nhá. Và thêm một cái hay của Montabaco là như mình đã nói, đây là một mùi hương thuốc lá ngửi rất thoáng, nó không bị bứ, cho nên với mình nó hoàn toàn có thể dùng được vào mùa hè với điều kiện các bạn ngồi trong một cái môi trường điều hòa mát mẻ. Chính vì thế cho nên những ai đang yêu thích nốt hương thuốc lá mà cần một mùi hương thật sự hay, thật sự khác biệt với những cái mùi hương thuốc lá đã quá quen thuộc, hay đơn giản là các bạn thích thuốc lá và phải dùng được mùa hè, thì chắc chắn không nên bỏ qua Montabaco nhá. Thì vừa rồi là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về bộ sưu tập Four Corners of Earth từ nhà Almond J. Một bộ sưu tập mình đánh giá cực kỳ cao và dành rất nhiều tâm huyết dành cho nó. Không biết ở đây đã có bạn nào trải nghiệm bộ sưu tập này chưa thì có thể comment lại nhé. Và nếu như các bạn chưa biết thì bộ sưu tập này trước đây ấy, sẽ được bán theo set gồm 4 chai đi với nhau ở dạng dung tích là 50ml. Tuy nhiên thì sau này
Almond J đã quyết định bán lẻ từng chai ở dạng dung tích 120ml như thế này, thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc trải nghiệm từng mùi hương một, và các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm những sản phẩm này tại các cơ sở của XXV Perfume Bar nha. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Video này khá dài, tuy nhiên đó là cái sự tâm huyết của mình dành cho những mùi hương này. Thì yes, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Các bạn đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh quả chuông, bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.